Chào các bạn nha. Đây, đấy mình quay cho các bạn xem con máy Kubota 70 các bạn ơi. Đang cắt cái miếng này còn dài dần nữa hết các bạn. Đây chắc còn dòng này dòng lên dòng xuống nó chắc hết rồi các bạn. Lúa này bên này đặt nào lại nước không các bạn. Đất này nó bị nước đó các bạn, có nước chân đó. Lúa để tới đâu rồi mấy anh mấy kéo này anh đi gom tới đó nha các bạn. Có thể là họ đã cắt cái dòng lên là để ngay đang dỗ anh với mấy anh đứng ngay đầu máy này luôn cái gì nè, làm cho nó dễ gom để thôi nước nó... Còn mấy anh này lại bắt chuột. Ở trên đó đó các bạn, dân chó ba cái đất xanh xanh đó là ba cái cỏ gì á, nó lên nó lộn xộn trong lúa trong đó luôn, rồi máy nó cắt lượt một luôn các bạn. Rồi mấy anh này anh dành chuột rồi nè, quá vui luôn. Okay. Khúc ở trên đó thường có thể có chuột nhiều, bởi vì cỏ không ở trên đó. Đang cắt trở lên. Kéo này ngồi trên máy nhịp nhịp dò, nó có chuột cái gì mấy anh đó anh ra anh chụp. Chân chỗ đó là hình như là nó có cái bờ ganh ở chỗ đó hay gì đó, anh tài xế này anh vượt qua luôn. Đó chắc còn dòng thứ hai nữa các bạn.
dọc thôi chứ. Nó quay đầu chạy xuống nghe nó cắt ở dưới đây cả nữa là hết luôn các bạn ơi. Rồi quá trời gom là dần cục chỗ đó rồi. Trời ơi làm con chưa. Xin kết thúc video ha các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo ha.